nghẹt 150 2017 nha. Đời 2017. Đây bữa nay hơi thời tiết thì mưa xíu mà chưa mưa, mới chỉ gió à. Bữa nay 57 độ cao nha. Review cho anh em sơ về kiển với nội công với dàn dàn ngoài cho anh em nghe. Bây giờ anh em xem sơ sơ chiếc xe đi rồi mình sẽ đi chi tiết hơn. Rồi mời anh em xem ạ. Heo dầu được đi heo dầu zin, được kèm theo cọng dây dầu, cọng dây dầu kiển nha, theo cái tem gai xin. Rồi dàn đầu nó dưới sơ sơ như thôi, dàn áo thì dàn áo zin này nó hơi bị tàn xíu, mới làm lại, chưa có tiền đổi dàn áo thêm. Rồi anh em xem tiếp phần sau. Xe này xe chở sữa nha, bởi vì thằng kia mới bị chó cắn nên chỉ mua sữa vậy nè. Rồi vô Vinh. Vô Vinh đi đi cổ đi cổ 28 nha. Đi cổ lớn nhìn xíu. Gió lượng gió nó ra nhiều xíu. Thấy không? Ủa nó rồi cái nào để vậy? Gấp thì gấp nhiều. Nên là không nói giá được, anh em mình chỉ
nói sơ về cái giai đoạn mà thôi. Bánh thì cũng như bánh sau cũng như bánh trước thôi. Size của nó là 50 25 50 17. Miệng nó cũng vậy, đường nó cũng vậy, cầm nó cũng vậy thôi. Còn nhông xe đĩa thì nhông xe đĩa zin nha, chỉ đi lại kiển thôi. Nhông nhông trước cũng vậy luôn. Xin kiểu y sinh cản kiển với cái yên nè, yên bị công an bắt này, chưa xóa hết chữ nữa, chưa xóa hết chữ yên đi khơi vậy nè, tới phuộc mà chết phuộc này để dành cho mấy thằng nó yếu tay nè, chỉnh cho nó cứng cứng nha, yếu tay nè thôi chứ mấy thằng cứng cứng là nó không cần cây này đâu, cây này nó lỏng le để kiển thôi đúng không? Kiển thôi. Cái chổi nè, tới chổi. Chổi nãy em quên nói nữa. Chổi này chổi cho kiển. Mà nó bị đông nhớt rồi, xe này chạy cũng lâu rồi không có dọn rửa chứ, mới lấy từ tiệm ra. Tiệm gửi này có tháng trời, hơn tháng nữa. 57 đầu cao. Bị gì chủ xe chưa có vốn liếng gì dần lấy xe nó hơi hẹp xíu. Mới lấy ra. Giờ mình sẽ nổ máy cho anh em coi nha. Nổ máy nghe nội công 57 độ cao nha. Vâng, yên thôi. Nghe cũng không được đâu.